Sơn nhà là một trong những công đoạn hoàn thiện cuối cùng của quá trình thi công xây dựng. Công việc này dễ thấy, trực quan và không đòi hỏi kỹ thuật cao, nên thường là các chủ nhà hay tự cho mình quyền được lựa chọn màu sơn, cách sơn. Theo khách hàng, trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại sơn khác nhau và thỏa thích lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu của mỗi người. Đại lý Sơn Akava của Ngọ Huy Quỳnh ở Phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã có thương hiệu 10 năm qua và đã thu hút được một lượng khách hàng lớn của địa phương trong và ngoài huyện về sử dụng loại sơn này. Theo đánh giá của khách hàng đại lý Ngọ Huy Quỳnh, Sơn Akava là dòng sơn nước có một ưu thế đặc biệt, có màu sắc hiện đại, tươi sáng, có độ bóng, dễ lau chùi, màu đẹp chuẩn và đa dạng lựa chọn màu sắc. Các nguyên liệu và thành phần sử dụng đều được nhập khẩu từ các tập đoàn hóa chất có uy tín trên thế giới, đảm bảo chất lượng, thân thiện với môi trường. Độ liên kết màng sơn bền chặt, tránh bong chóc, tăng tuổi thọ sơn. Akava bao gồm sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống thấm và hệ thống bột bả. Từ những ngày đầu tiên, khi mà Ngọ Huy Quỳnh làm đại lý cho hãng sơn Akava, quan sát những ngôi nhà được sơn của hãng sơn này tại thôn Ngọ Phúc, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho thấy, kể cả bên trong và bên ngoài, sơn chưa có biểu hiện bạc màu, độ liên kết màng sơn khá bền chặt, không bị bong chóc. Còn đây nữa, ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Lâm ở thôn Trung, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ngôi nhà được thiết kế kiểu mới khá hấp dẫn. Đã gần 3 năm qua, ngôi nhà vẫn khoác trên mình bộ áo màu sắc của sơn Akava do đại lý Ngọ Huy Quỳnh làm chủ, vẫn còn nguyên màu mới. Chủ ngôi nhà, anh Nguyễn Văn Lâm cho biết: nhà tôi dùng sơn Akava được 2 năm rồi. Đến thời điểm này là sơn nó vẫn giữ được cái độ màu bóng, chưa cái độ phai ố chỗ nào cả. Thì thấy nó cũng ví dụ như nó có bẩn tí mình nó vẫn lau chùi được sạch sẽ. Nói chung là từ lúc ép sơn giờ là chưa có vết nào chỗ nào gọi là ố hay nào nó phai tí nào. Giống như anh Nguyễn Văn Lâm, anh Hà Văn Lệ cũng ở thôn Trung, xã Bắc Lý, vừa hoàn thiện ngôi nhà cũng khá kiểu cách. Công lao xây dựng ngôi nhà vất vả, nhưng nghiên cứu để cho ngôi nhà đẹp hơn, hấp dẫn hơn lại là vấn đề quan trọng. Nên trước khi chọn hãng sơn Akava của Ngọ Huy Quỳnh để sơn toàn bộ ngôi nhà của mình, anh Lệ phải nghiên cứu khá kỹ các công trình đã sử dụng loại sơn này. Tôi đã biết sơn Akava này là được cách đây được 3 năm. Thấy sơn là cái sơn này thì nó cũng không thấy người ta nó sơn rồi là mình cũng đi tham khảo, chứ khi mình làm nhà thì mình xong thì mình phải đi tham khảo là hãng sơn này sơn nọ là sơn nào tốt. Thì hãng sơn này thì thấy thì không bay màu, màu thì nó vẫn nguyên vẹn. Thì gia đình thì mình thì bắt đầu mới theo cái lấy cái sơn này, rồi tôi mới hoàn thiện được cái nhà, thì tôi cũng đã thử dùng cái sơn này. Hãng sơn này thì nói chung là dùng thì sơn cách sơn đầu tiên thì cũng thấy là rất tốt, rất mượt, không thấy có vấn đề gì. Nhiều khách hàng giống như anh Lệ đều nghiên cứu kỹ khi chọn Akava, vì thế người ta thường nói Akava là sơn của mọi gia đình. Gần 10 năm, đại lý sơn Akava của Ngọ Huy Quỳnh đã đem đến cho khách hàng nhiều niềm vui khi được hoàn thiện phần cuối cùng của ngôi nhà, giúp cho những ngôi nhà có một màu sắc tươi mới, hấp dẫn hơn. Hôm nay đã là giữa tháng Chạp năm Canh Tý năm 2020, để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu năm 2021. Đội thợ sơn Akava của Ngọ Huy Quỳnh đang tất bật để hoàn thiện ngôi nhà của gia đình ông Ngọ Văn Hùng ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, cùng huyện Hiệp Hòa. Từ quy trình làm,
đến việc lựa chọn các loại sơn nội thất, ngoại thất chống thấm rất là kỹ lưỡng. Điều này còn thể hiện sự chuyên nghiệp của đội thợ để đảm bảo uy tín hãng sơn Akava của mình. Tôi đi làm thợ được gần 20 năm rồi. Thì trong quá trình làm thì sơn này về trước tiên là về chất lượng. Màu mè nó được đẹp. Thì ai có nhu cầu thì cứ tiên dùng sơn sản phẩm Akava của Nhật. Sơn này chất lượng tuyệt đối. Thì khách hàng thì làm thì chưa nhà nào chê. Nhà nào cũng khen thì đi qua công trình mấy lần người ta còn dùng ra ống nước. Thì chỉ thấy thế vui thôi. Đúng thế, niềm vui của người thợ sơn nhà không có gì hơn ngoài mang đến chất lượng của sơn và cách lựa chọn loại sơn cho khách hàng. Quy trình cho đảm bảo độ bền đẹp, trang nhã và hấp dẫn, làm nổi bật ngôi nhà nhờ có lớp sơn mới. Sơn Akava của Ngọ Huy Quỳnh ở phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có số điện thoại 0962 181 679, có chất lượng và uy tín cao với khách hàng. Dù là kinh doanh, nhưng chủ đại lý thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn về sơn nhà hoặc công đức sơn tại các nơi tâm linh. Năm 2020, chùa Hưng Phúc, thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trùng tu lại toàn bộ ngôi chùa. Anh Ngọ Huy Quỳnh, chủ đại lý sơn Akava, đã phát tâm toàn bộ hệ thống sơn của ngôi chùa này. Thế chùa Hưng Phúc là trùng tu tôn tạo chứ không phải là làm mới. Thế thì bắt đầu làm từ tháng 5 năm 2020. Thế là vừa rồi là đến tháng 12 này là khánh thành. Thế trong cái công trình này thì có chú Quỳnh, chú cũng tài trợ về cái phần sơn cái khuôn viên của cái của khu chùa. Đấy. Thế thì qua tức là thực ra là cũng chúng tôi cũng không quen biết được chú Quỳnh, nhưng mà cũng qua chỗ chú Hải. Đấy, chú lại anh em làm việc với nhau thì là chú giới thiệu về đây, thì cái sơn của chú nói chung là rất là đảm bảo, rất là tốt. Nhưng qua nhận xét của bà con nhân dân nơi đây là sơn rất là tốt. Thế thì cũng thay mặt địa phương thì cũng là xin chân thành cảm ơn chú Quỳnh. Hãng sơn gì nhỉ? Akava nhỉ? Đấy. Thôi thì cũng chả biết nói gì. Cái trị giá của cái tiền công đức của cái phần sơn ấy thì là 12 triệu 700. Thế thì cũng qua cái công trình này thì cũng được làm quen với chú Quỳnh, cũng thay mặt địa phương là xin cảm ơn chú. Trở lại ngôi nhà của Ngọ Văn Hùng ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Sau một tuần triển khai, ngôi nhà được tô điểm bằng một lớp sơn Akava mới khá hấp dẫn. Và nhờ có cách trang trí, các loại sơn đã làm nổi bật lên những nét kiểu cách riêng của ngôi nhà. Thế mới biết, sơn nhà có vai trò quan trọng, làm nổi bật lên dáng điệu của một công trình thiết kế ngôi nhà đó. Akava, sơn của anh Quỳnh và đội thợ chuyên nghiệp của mình đã làm được những điều này và làm hài lòng nhiều khách hàng có nhu cầu sơn nhà mới hiện nay. Trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu sơn, trong đó gói sơn Akava của đại lý chúng tôi thì xuất hiện trên thị trường cũng 10 năm nay rồi. Và đại lý của tôi cũng là bán cái sơn này, nhãn hiệu Akava này là 5-6 năm nay rồi. Chất lượng rất là ổn định, và màu sắc thì đẹp. Và sau những khi tham khảo lựa chọn thì khách hàng là rất thích và tin dùng về hãng sơn Akava, về chất lượng ổn định và giá cả cũng phải chăng. Ngôi nhà tôi đang đến đây là cũng là một ngôi nhà rất là đẹp, xây theo kiểu mới và gia chủ cũng rất là thích và lựa chọn về hãng sơn Akava này. Sơn Akava của chúng tôi thì hiện nay thì có mặt trên khắp các thị trường nước ngoài, và hiện nay thì cái đội ngũ công nhân của chúng tôi cũng rất là hùng hậu, có khoảng 5-6 túc thợ có thể nhận cùng lúc 5-6 công trình, vẫn chúng tôi vẫn có thể đáp ứng đủ về nguồn lực. Chủ nhà
họ cần tiến độ nhanh. Trong những năm qua, nhờ uy tín về chất lượng mà đại lý sơn Akava của ngõ Huy Quỳnh, địa chỉ ở phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã phát triển khá mạnh, mang nhiều niềm vui cho khách hàng, phù hợp với điều kiện của người dân trong huyện. Bước sang năm mới 2021, hy vọng sơn Akava của anh Quỳnh sẽ phục vụ được nhiều hơn nhu cầu sơn nhà của các gia đình trong huyện và các huyện khác. Nếu quý khách có nhu cầu về sơn nhà, xin liên hệ với anh Ngọ Huy Quỳnh ở phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại 0962 181679, 0962 181679. Xin cảm ơn quý vị đã sử dụng sơn Akava của đại lý Ngọ Huy Quỳnh. Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong? Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn.